mà ngồi gì chẳng hạn chơi vậy? Đó, xíu xe ơi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình có thời gian rảnh, các bạn ủng hộ kênh mình nhiều nhiều vô, đăng ký nhiều nhiều vào. Nhớ like nữa nha, comment cho mình biết ý kiến cũng như là các game mà các bạn muốn mình tìm nha. Nhỏ nhỏ là bớt. Nè, vô game là được phi VIP 15 này nha các bạn. Đó, vậy thì như là 6 triệu 6 á. 6 triệu 6 kim cương rồi gì nữa đó, ngọc nhiều lắm. Cái thông tin mình sẽ để ở dưới nha. À mà đặc biệt cái game này là có iOS nữa nha các bạn. Dành cho iPhone là có luôn nha. Cái phần mà hướng dẫn download mình sẽ để ở phía sau của cái clip nha các bạn. Con này là mình mới chơi hồi lúc chiều. Cái này nhận cái này cũng rất là đơn giản nha các bạn đầu vô các bạn cứ nhận nhiệm vụ các bạn làm. Các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên là nó lên cho các bạn level 21 nha. Rồi chúng ta lên level 21 là tự động nó sẽ có 6.666.666 kim cương cho các bạn. Và 5 triệu, đúng rồi, 5 triệu ngọc nè, đó. Hồng ngọc. 6.666 kim cương VIP 15. Giờ cái này không nhớ bao nhiêu vàng á, mình quên rồi, nhưng cũng nhiều lắm. Còn hải lực là cho được 1000 hải lực nha các bạn. Game tương đối là đẹp đó, mình thấy đồ họa được đó. Đây, rồi nhân vật của mình nè, heo bơi cà tơi cũng như là trang của mình luôn. Đây, nhân vật của mình nè. Đó, các bạn muốn mua skin gì đó, đó cái này là mình đang mặc trên người. Đó, cái này là nón. Mình đội lên đó. Đó, rồi đội cái đầu đó cái... biết luôn. Giờ nhiều siêu nhân của mình cũng không biết cho lắm. Rồi có siêu nhân điện quang hay gì nè. Trời ơi, hài. Cái này có gì nè, nhiều lắm. Đó, rồi sexy ô. Cái gì con này? Cái gì Wolverine. Phải không ta? Mình đọc tiếng Anh không giỏi cho lắm. Trời ơi, à cái này là cái gì? Conan nè các bạn. Này không biết luôn. Giờ nhiều quá, nhiều nhân vật quá mình không rõ cho lắm. Ở dưới này còn nữa nè các bạn. Ồ dưới này có nhiều bộ đẹp ghê. Nhạc sĩ có tiếng kèn xung quanh đó chứ. Quen nhân quen võ gì đó. Chơi búp bê rồi nè đó. Trời ơi. Bên này là cánh nè nha các bạn. Đó, có cái cánh sau lưng rồi đó. Không phải cánh bảy màu đó. Cánh đổi màu luôn đó. Cái kẹo cái cánh đẹp rồi, 10 điểm 8 AA gì đó. Hả bài kiểm tra. Ở này cánh bướm. Thì lữ hái của thần chết đó. Đây này có cây đào nè. Ôi ơi cái cây đẹp ghê. Ủa cái này như là Naruto vậy đó các bạn. Gì đây nữa nè. À cái cây. À Halloween các bạn, cái này là Halloween. À còn cái này mình biết nè, cái này là Noel nè. Đó.
Merry Christmas. Đó, đó đẹp không? Rất là nhiều cánh rồi cho các bạn chọn lựa này nha. Thôi quá trời dưới này luôn nè. Quá trời luôn rồi. Ủa này cái gì đây? Đẹp gì vậy? Nhưng mình đã chọn cái bộ của mình rồi nha các bạn. Gì vậy? Cánh tôi chọn cánh này mà. Đó, đẹp nè. Đó, còn đây là vũ khí này các bạn, hãy đi mở rương nha. Mình cũng không cần gì chơi game bao này cho lắm. Đó, đây là cái kỹ năng tuyệt chiêu này nè các bạn. Rồi đi chạy nhiệm vụ tiếp rồi các bạn ơi. Để lấy cái kinh nghiệm để mà lên cấp chứ cái này nó nuốt kinh nghiệm dữ quá. Chút chắc nó kích qua luôn quá. À, con này cũng gà các bạn ơi. Cũng gà như mình thôi chứ có được gì đâu các bạn. Sao yếu vậy ta? Trời, level 16. Ôi giời ơi. Mình bắn dở quá các bạn. Quá dở luôn. Á, à, vậy rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? À lực gió quên nhìn. Trời ơi. Thôi nó con bó chết rồi. Xe bờ này mình thấy chơi cũng được nha các bạn, không tới nỗi mà lắc lắm đâu. Rồi mới nói đứng luôn rồi. Thôi đi ra chứ đứng này hoài nó chữ chết luôn. Lên level nữa nè các bạn. Có cái thú cưỡi hay gì đây?
vậy tao đâu có lấy con này. Không, tao không có cưỡi chó đâu. Đây đây đây, ở dưới này có con gì. Ủa sao lại không có con này ta? Mua không được hay gì? Cởi con này đi. Đây là cường quá 5 lần nè các bạn. Đó. Giàu mà tiền nhiều mà, đập đi đập đi. Sức mạnh nó mạnh nhưng mà kỹ năng như cứt cũng như không. Dư tiền rồi các bạn, cứ chơi đi. Ý mình mới thấy gì nè. Ừ, mở được rồi nè các bạn. Ừ, cái này là hầm bay. Trời ơi. Đó, gọi là hầm bay. Gọi là hầm bay xấu quá ta. Hầm bay mà ngồi gì chẳng hạn chơi vậy. Đó, xíu xe. Ừ. Đó, cởi gà. Đù, xe hiện đại luôn nè các bạn. Đù, đi tàu luôn. Trời ơi. Cởi gồng kìa. Ư, cởi kỳ lân, cởi kỳ lân kìa. Chỉ cởi con này. Ủa. À hồi nãy mới mở thôi, bây giờ mới cởi nè các bạn. Mua khoảng 300 viên đi các bạn. Ôi cũng không có bao nhiêu tiền, mua luôn cả ngàn viên đi. Đó được, tới level 35 mới nâng được nữa.
con kia nó cởi con rồng kìa các bạn, ồ nhìn đẹp quá. Mà thôi được rồi. À, cái này là lực chiến nè các bạn. Lực chiến mình cũng cùi mía thôi bà. Lên cấp nè. Không lên luôn hả? Trời ơi. Cái gui nào của Việt Nam ta? Trời, gui bị âm lực chiến luôn hả? Đánh thử một trận nữa coi. Cái game này là dành cho những bạn hồi đó mà mê chơi game bao rồi nè. Chuyển không được ta. Nữa hả? Win rồi đó. Thôi video cũng tới đây thôi, làm dài quá không, các bạn không ai chịu xem cho hết video hết. Nó hồi đó đẹp ghê không. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đi ra cổng rồi. Trời ơi. Cộng cho đám nó to to đùng một chút. Cái này là chuyển, còn cái này là cộng cộng gì á? Chắc cộng sao rồi, cái này cộng sao nè các bạn. Lên được một sao. Còn cái này là gì đây? Không biết luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. À, đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận thông báo về game sớm nhất nha. Đó, rồi chưa lên cấp luôn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.